Cô xin chào tất cả các em. Trong buổi học ngày hôm nay, cô sẽ hỗ trợ cho các em một chuyên đề, đó là chuyên đề câu hỏi đuôi. Như vậy thì trong đề thi minh họa của bộ 2020, các em thấy có xuất hiện câu hỏi đuôi. Như vậy thì trong phần câu hỏi đuôi ngày hôm nay, các em sẽ nghiên cứu những nội dung gì? Phần thứ nhất, các em sẽ đi tìm hiểu về tổng quan về câu hỏi đuôi, overview the task question. Như vậy thì trong phần tổng quan, các em sẽ nghiên cứu cho cô đó là công thức và nguyên tắc chung khi thành lập câu hỏi đuôi là gì. Nội dung thứ hai, các em sẽ tìm hiểu các trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi, special cases of task question. Và nội dung số 3 là phần thực hành practice. Như vậy thì công thức chung và nguyên tắc chung của câu hỏi đuôi là như thế nào? Về phần công thức chung thì các em lưu ý cho cô, chúng ta lấy chủ ngữ cộng với động từ, phẩy trợ từ cộng với chủ ngữ. Như vậy thì phần câu hỏi đuôi của các em sẽ nằm ở phần trợ từ cộng với chủ ngữ. Như vậy thì khi nhìn vào công thức này thì chắc chắn nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao ở đây cô dùng trợ từ mà cô lại không dùng trợ động từ. Thì cô sẽ giải thích với các em như sau. Khi các em nói trợ động từ thì chỉ bao gồm do, chơ, chết. Nhưng ở đây các bạn sẽ thấy rằng là câu hỏi đuôi của chúng ta thì ngoài trợ động từ là do, chơ, chết thì nó còn có thêm động từ to be, có thêm have, has hoặc là có thêm modal verb, v.v. Thì tất cả những cái trường hợp này người ta sẽ gọi chung là trợ từ. Nên các em lưu ý cho cô, ở đây là mình lấy trợ từ cộng với chủ ngữ để thành lập nên câu hỏi đuôi. Về nguyên tắc, nguyên tắc thứ nhất, nếu câu nói trước dấu phẩy là câu khẳng định thì câu hỏi đuôi ở thể phủ định. Và thể phủ định thì các em luôn luôn nhớ là phải viết viết tắt. Cô lấy ví dụ, khi em chia thể phủ định của e not thì các em phải viết tắt thành chữ isn't, hoặc là I not thì các em phải viết tắt thành chữ chữ I. Nguyên tắc số 2 là nếu câu nói trước dấu phẩy là câu phủ định thì câu hỏi đuôi phải ở thể khẳng định. Như vậy thì rõ ràng các em thấy hai nguyên tắc này nó trái ngược với nhau. Như vậy đằng trước mà khẳng định thì đằng sau phủ định, mà đằng trước phủ định thì đằng sau khẳng định. Như vậy thì nguyên tắc chung của câu hỏi đuôi rất là cơ bản. Cô lấy ví dụ như sau. Ví dụ thứ nhất, she is beautiful, isn't she? Như vậy thì khi thành lập câu hỏi đuôi thì các em chỉ chủ yếu tập trung cho cô vào phần chủ ngữ và động từ ở bên đằng trước. Như vậy vì sao ở đây cô ra được câu hỏi đuôi là isn't she? Thì các em sẽ thấy như sau. Đằng trước em có chủ ngữ là she thì các em sẽ sử dụng lại từ she cho câu hỏi đuôi. Rồi vế trước người ta sử dụng động từ to be là e thì đằng sau em sử dụng lại động từ to be. Và chủ ngữ she thì đương nhiên ở đây em phải dùng y, mà đằng trước khẳng định thì đằng sau phủ định theo nguyên tắc chung. Do đó các em sẽ có câu hỏi đuôi của mình là isn't she. Ok, các em nghiên cứu tiếp ví dụ số 2. He loves you, doesn't he? Như vậy thì tương tự, ở đây tại sao chúng ta lại có câu hỏi đuôi là doesn't he? Thì các em sẽ thấy đằng trước chúng ta có chủ ngữ là he, các em sẽ sử dụng lại chủ ngữ he trong câu hỏi đuôi. Ở đây các em thấy động từ loves. Loves chia ở thể hiện tại đơn. Như vậy thì hiện tại đơn thì các em thấy chúng ta sẵn mượn trợ động từ là do hoặc là chơ. Nhưng vì chủ ngữ của chúng ta là he, do đó các em sẽ mượn trợ động từ là chơ. Mà đằng trước khẳng định thì nguyên tắc đằng sau sẽ phủ định. Do đó em sẽ có câu hỏi đuôi là doesn't he. Các em theo dõi tiếp ví dụ số 3. Your mother was born in Hà Nội, wasn't she? Như vậy thì ở đây các em sẽ để ý cho cô là chủ ngữ là your mother, động từ to be là was. Như vậy thì theo nguyên tắc chúng ta có đằng trước khẳng định, đằng sau phủ định thì ở đây mình sẽ có là wasn't. Tuy nhiên ở đây cô lưu ý các bạn đó là chủ ngữ. Như vậy vế trước các em thấy chủ ngữ là your mother, nhưng vế đằng sau người ta lại sử dụng chữ she. Như vậy đây là một cái điều mà các em cần phải lưu ý. Có nghĩa là gì? Nếu như chủ ngữ của các em là một danh từ
thì các em không được sử dụng lại danh từ trong câu hỏi đuôi, mà các em phải thay thế nó bằng một đại từ tương ứng. Ở đây là mẹ của bạn, như vậy thì các em sẽ dùng she để thay thế. Còn ví dụ như ở đây, cô ví dụ như câu này, cô không dùng chủ ngữ là your mother, mà cô dùng chủ ngữ là your father, thì ở đây các em sẽ thay thế cho cô bằng chữ chữ he. Vậy đây là cái nguyên tắc khi thành lập chủ ngữ của câu hỏi đuôi, các em cần phải lưu ý giúp cô. Như vậy thì nếu như câu hỏi đuôi của chúng ta chỉ dừng lại ở nguyên tắc chung này thì cực kỳ cơ bản các em. Tuy nhiên thì hầu hết các đề thi lại tập trung vào những cái nội dung sau đây, đó là các trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi. Thì trong các cái trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi này thì cô đã ghi rất là cụ thể và có ví dụ minh họa, thì cô hy vọng rằng các em sẽ theo dõi và nắm bắt thật tốt cái nội dung này giúp cô. Thêm vào trường hợp thứ nhất đó là gì? Chủ ngữ là everyone, everybody, someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody. Thì câu hỏi đuôi sẽ là they. Cô lấy ví dụ như thế này. Someone has come to our room. Như vậy thì khi em nhìn vào câu này, như vậy thì câu hỏi đuôi của chúng ta sẽ là như thế nào? Thì các em sẽ thấy chủ ngữ của câu này các em có từ someone. Như vậy thì someone ở đây các bạn sẽ thấy theo nguyên tắc số 1 của chúng ta, đó là gì? Someone giữ vai trò làm chủ ngữ thì các em phải dùng they trong câu hỏi đuôi. Ok. Rồi tiếp theo đến động từ, các em xem ở đây mình có động từ has come. Has come là thì quá khứ hoàn thành. Như vậy khi chúng ta dùng câu hỏi đuôi thì chúng ta sẽ lấy trợ động từ has để chúng ta thành lập câu hỏi đuôi. Như vậy thì ở đây mình thấy has đằng trước, has come chỉ ở dạng thức khẳng định, do đó câu hỏi đuôi phải ở thể phủ định. Như vậy thì đáp án câu hỏi đuôi của ví dụ số 1 đó là hadn't they. Như vậy thì qua cái nguyên tắc thứ nhất này, các em có thể rút ra được một quy tắc là gì? Everyone, everybody, v.v. No one, nobody. Thì tất cả những cái này người ta sẽ gọi là đại từ bất định. Mà đại từ bất định là đại từ bất định chỉ người. Như vậy thì khi các em gặp chủ ngữ là đại từ bất định chỉ người thì câu hỏi đuôi sẽ là chữ đây. Ok. Rồi các em sang cho cô trường hợp số 2. Còn nếu chủ ngữ là nothing, everything, something, anything thì câu hỏi đuôi sẽ dùng it. Như vậy thì nếu như nguyên tắc số 1 của chúng ta đó là gì? Các đại từ bất định chỉ người. Thì nguyên tắc số 2 sẽ đây sẽ là các đại từ bất định là chỉ vật. Như vậy thì đại từ bất định chỉ vật thì câu hỏi đuôi các em sẽ dùng it để thay thế. Cô lấy ví dụ như sau. Everything is fine. Như vậy thì ở đây các em sẽ thấy như thế nào? Chủ ngữ của chúng ta ở đây là everything. Như vậy thì trong câu hỏi đuôi các em sẽ dùng cho cô đại từ it để thay thế. Đằng trước các em thấy người ta sử dụng động từ to be, vậy đằng sau các em cũng sử dụng lại động từ to be, mà chủ ngữ là it, như vậy thì em phải dùng is. Như vậy is ở đây người ta chỉ ở dạng thức khẳng định, do đó câu hỏi đuôi phải ở thể phủ định. Như vậy thì câu hỏi đuôi ở đây của chúng ta sẽ là isn't it. Như vậy thì nguyên tắc số 1 và nguyên tắc số 2 đang đề cập đến chủ ngữ là các đại từ bất định. Nguyên tắc số 3. Trong câu có các trạng từ phủ định và bán phủ định. Ví dụ như never, seldom, hardly, scarcely, little. Thì câu đó được xem như là câu phủ định. Và phần câu hỏi đuôi sẽ ở dạng khẳng định. Cô lấy ví dụ. Mary hardly ever cooks. Như vậy thì em nhìn vào câu số 3 này thì các em sẽ thấy như thế nào? Chủ ngữ của chúng ta là chữ Mary. Như vậy chủ ngữ là Mary thì em sẽ thay thế cho cô bằng một đại từ tương ứng, đó là chữ she. Rồi tiếp theo em thấy động từ cooks ở đây, người ta chia thì hiện tại đơn, do đó các em sẽ mượn trợ động từ là do hoặc là does. Mà chủ ngữ là she thì đương nhiên các em sẽ mượn trợ động từ là does. Và em thấy câu này để ý tiếp cho cô là có thêm trạng từ phủ định là chữ hardly. Như vậy thì câu này, nguyên mệnh đề đằng trước này nó sẽ hàm ý nghĩa phủ định. Do đó đằng sau theo nguyên tắc phải ở thể khẳng định. Do đó câu hỏi đuôi của ví dụ số 3 này sẽ là gì các em? Does she? Ok. Các em sang tiếp cho cô nguyên tắc thứ tư. Đó là khi em có cấu trúc has there.
hoặc là chữ hát này các em sẽ gặp trong một số trường hợp là người ta sẽ viết tắt là chữ the phải better. Như vậy khi gặp cấu trúc has better thì các em sẽ mượn trợ động từ has dùng lại trong câu hỏi được. Cô lấy ví dụ như sau: He has better try harder. Anh ta nên cố gắng nhiều hơn nữa, có phải không? Như vậy thì ở đây chủ ngữ là he, các em sẽ vẫn dùng lại he trong câu hỏi đuôi. Has better. Công thức has better thì chúng ta sẽ lấy has thành lập câu hỏi đuôi. Và đằng trước khẳng định thì đằng sau phủ định. Do đó câu hỏi đuôi của ví dụ tương tự sẽ là hadn't he. Cô có nguyên tắc số 5. Nếu như các em gặp cấu trúc là would rather thì tương tự các em thấy chúng ta sẽ gặp trường hợp viết tắt là the phải rather. Như vậy thì cái chữ the phải này các em phải lưu ý giúp cô nè. Nhờ ví dụ thứ tư trên đây các em để ý nha. The phải better, the phải rather. Như vậy thì cái chữ the phải này của các em nó có hai hình thức viết tắt. Một là viết tắt của chữ hán, hai là viết tắt của chữ luôn. Như vậy thì trong trường hợp mà em thấy đằng sau nó là better thì em sẽ suy luận cho cô the phải này là chữ had. Nhưng đằng sau nó là chữ rather thì the phải này sẽ là chữ good. Như vậy nếu như em gặp câu trúc would rather thì em chỉ cần lấy good để thành lập câu hỏi đuôi. Cô có ví dụ như sau: She'd rather go to the doctor. Như vậy chỗ này các em thấy đằng sau có chữ rather. Như vậy em sẽ suy nghĩ được ở đây the phải này chính là chữ good. Ok. Như vậy chủ ngữ là she, các em sẽ dùng lại she trong câu hỏi đuôi. The phải ở đây là good thì các em sẽ dùng lại good trong câu hỏi đuôi. Và vế đằng trước là khẳng định nên đằng sau em sẽ dùng phủ định. Như vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là good and she. Nguyên tắc số 5. Khi các em có cấu trúc it seems that cộng với mệnh đề. Như vậy thì em nhớ nè, it seems that cộng với mệnh đề thì ta sẽ lấy mệnh đề làm câu hỏi đuôi. Có nghĩa là các em chia câu hỏi đuôi phụ thuộc vào cái mệnh đề này. Còn cái mệnh đề đằng trước it seems that em không cần quan tâm. Cô lấy ví dụ như sau: It seems that you are right. Dường như là bạn đúng, có phải không? Như vậy thì ở đây các bạn thấy it seems that cộng với mệnh đề thì lấy mệnh đề làm câu hỏi đuôi. Như vậy mệnh đề của các em là you are right. Em tập trung vô cho cô chủ ngữ you, động từ là are. Như vậy thì em sẽ có câu hỏi đuôi của chúng ta ở đây sẽ là gì? Aren't you? Kênh xong cho cô nguyên tắc số 6, chuyển sang nguyên tắc số 7. Nếu chủ ngữ là mệnh đề danh từ thì sẽ dùng it trong câu hỏi đuôi. Như vậy thì đến đây nhiều bạn sẽ lại thắc mắc mệnh đề danh từ là như thế nào. Thì mệnh đề danh từ, kem lưu ý cho cô nói một cách vắn tắt như thế này. Mệnh đề danh từ là mệnh đề bắt đầu bằng chữ what hoặc là chữ that cộng với chủ ngữ và động từ và cộng với một động từ chính. Và cái động từ đó là luôn luôn chia ở số ít. Cô lấy cụ thể ví dụ như thế này: What you have said is wrong. Những gì mà bạn đã nói thì sai, có phải không? Như vậy thì ở đây các em sẽ thấy cho cô nè, What you have said, ở đây nguyên cái mệnh đề này sẽ giữ vai trò làm chủ ngữ cho động từ to be là e. Và em thấy mệnh đề này bắt đầu bằng what, sau đó cô lấy chủ ngữ cộng với động từ. Như vậy thì mệnh đề này cô sẽ gọi đây là mệnh đề danh từ. Vậy thì khi có nguyên tắc chủ ngữ là mệnh đề danh từ thì các em sẽ thay thế bằng it. Như vậy đằng trước chúng ta dùng is thì chuyển sang sẽ là isn't. Như vậy it chúng ta đưa lên đây. Như vậy thì mình sẽ có what you have said is wrong thì câu hỏi đuôi sẽ là gì các em? Isn't it. Các em có nguyên tắc số 8. Đối với câu mệnh lệnh. Như vậy câu mệnh lệnh là như thế nào? Có nghĩa là câu bắt đầu bằng một động từ nguyên mẫu. Còn mệnh lệnh phủ định thì bắt đầu bằng don't cộng với động từ nguyên mẫu. Thì khi em gặp dạng thức câu mệnh lệnh dù ở thể khẳng định hay phủ định thì cái đuôi chúng ta đều dùng là chữ will you. Như vậy trường hợp này rất dễ, các em không cần phải phân biệt khẳng định hay phủ định gì cả. Cô lấy ví dụ như sau: Open the door. Như vậy em thấy câu này bắt đầu bằng một động từ nguyên mẫu. Như vậy thì em nhận thức được đây chính là câu mệnh lệnh. Như vậy thì câu hỏi đuôi các em dùng cho cô là will you. Khi sang nguyên tắc số 9. Khi em có cấu trúc I wish, bắt đầu câu bằng I wish, thì trong câu hỏi đuôi các em sẽ dùng may. Cô lấy ví dụ như sau: I wish to study English. Như vậy thì ở đây mình sẽ thấy I wish.
Thì trong câu hỏi đuôi Kem dùng may. Như vậy thì em sẽ có câu hỏi đuôi của chúng ta sẽ là may, à, made I. Nguyên tắc số 10, Kem xem tiếp nguyên tắc số 10. Nếu chủ ngữ là one thì trong câu hỏi đuôi Kem sẽ dùng you hoặc là dùng lại one. Như vậy chỗ này Kem có hai trường hợp nhé. Nếu như chủ ngữ là one thì trong câu hỏi đuôi em có thể thay thế bằng chữ you hoặc em dùng lại luôn chữ one. Cô lấy ví dụ. One can leave it. Như vậy thì trong trường hợp này chủ ngữ là one, động từ là can. Như vậy thì khi thật lọc câu hỏi đuôi ở đây em sẽ thấy đằng trước can ở thể khẳng định, do đó đuôi sẽ ở thể phủ định. One em có thể dùng là one, hoặc em có thể dùng you. Do đó câu hỏi đuôi của các em ở đây sẽ là gì? Can't one hoặc là gì? Can't you. Ok. Kem sang cho cô trường hợp số 11 đối với câu cảm thán. Như vậy thì đến đây các em phải nhớ lại cho cô câu cảm thán là như thế nào. Như vậy thì câu cảm thán các bạn thấy nó có hai hình thức. Thứ nhất là bắt đầu bằng what, thứ hai là bắt đầu bằng how. Thì trường hợp này cô sẽ minh họa bằng ví dụ cho các em dễ thấy. Thì cô sẽ lưu ý các bạn như sau. Đối với câu cảm thán thì các em lấy danh từ trong câu đổi thành đại từ, sau đó kết hợp dùng với ER. Ok, nào các em cùng theo dõi ví dụ sau đây. What's a beautiful dress? Như vậy thì em thấy câu cảm thán của chúng ta sẽ có dạng thức là gì? What cộng với mở từ cộng với beautiful là tính từ, danh từ dress có thể có chủ ngữ động từ ở đằng sau hoặc là không có. Như vậy thì khi gặp dạng thức câu cảm thán thì các em sẽ tuân thủ nguyên tắc là gì? Lấy danh từ trong câu. Như vậy trong câu này danh từ chính là chữ brass. Kem đổi thành đại từ tương ứng. Như vậy brass ở đây là chiếc váy mà ở số ít là vật. Như vậy em sẽ thay thế ở đây bằng đại từ ít. Như vậy thì sau đó em sẽ kết hợp cho cô e, em hay r. Như vậy thì ít thì phải đi với động từ to be là e. Mà đằng trước khẳng định thì đằng sau sẽ là phủ, à, phủ định. Cho nên em sẽ có đáp án ở đây là isn't it. Cô lấy một ví dụ số 2, đó là thành lập với chữ how. Thì câu cảm thán thành lập với how sẽ có dạng thức là how cộng với tính từ, cộng với chủ ngữ, cộng với động từ. Như vậy thì ở đây các em sẽ thấy lấy danh từ trong câu, thì danh từ trong câu đây chính là danh từ children. Như vậy đổi thành đại từ tương ứng của nó là sẽ thành chữ gì? À, chữ day. Ok. Rồi, day thì các em sẽ dùng với e, em hay là o. Như vậy thì chắc chắn là đây em phải chọn động từ to be là đằng trước khẳng định, đằng sau phủ định. Do đó ở đây em sẽ có đáp án của mình là gì? Aren't they. Như vậy đối với nguyên tắc số 11 em cần nhớ cho cô câu cảm thán có hai cái cách thành lập, bắt đầu bằng was hoặc là bắt đầu bằng how. Rồi em sang tiếp cho cô trường hợp số 12. Khi trong câu có cấu trúc neither nor thì câu hỏi đuôi sẽ luôn luôn chia ở số nhiều. Cô lấy ví dụ như sau. Neither she nor I can go to the party. Như vậy thì ở đây các em sẽ gặp cấu trúc neither nor. Neither nor thì bản thân của từ này đã hàm ý nghĩa phủ định. Không mà cũng không. Như vậy là gì? Ở đây các bạn sẽ thấy cô ta và tôi. Như vậy thì ở đây các em sẽ thay thế cái đuôi của nó bằng chữ gì? Khi mình nói cô ấy và tôi, khi có bản thân mình ở trong đó thì mình phải thay thế bằng chữ we, đó là số nhiều. Và đằng trước neither nor là mang ý nghĩa phủ định. Như vậy thì đằng sau đuôi của nó phải ở thể khẳng định. Như vậy thì đáp án của câu số 12 này sẽ là chữ can we. Kem sang tiếp trường hợp số 13. Trong câu có ought to thì ta sử dụng phần đuôi là shouldn't. Cô lấy ví dụ, you ought to go now. Như vậy thì em thấy có ought to thì em dùng shouldn't. Chủ ngữ là you thì em sử dụng là you. Do đó, ví dụ số 13, em có câu hỏi đuôi là shouldn't you. Kem sang tiếp cho cô, quy tắc số 14. Câu hỏi đuôi của I am là aren't I. Cô lấy ví dụ, I am late. À, tôi đến trễ có phải không? Như vậy thì ở đây mình có I am thì đuôi của nó sẽ là aren't I. Nhưng cô lưu ý các em, nếu như chỗ này là I am not thì nó vẫn chia bình thường, chứ nó không có nguyên tắc khác.
Chỉ có ai am thì cái đuôi của nó mới là am ai. Kem lưu ý như vậy cho cô. Nguyên tắc số 15. Nếu câu hỏi đuôi của chúng ta, câu hỏi đuôi của let's sẽ là sao vậy? Let's ở đây là một cái cấu trúc rủ rê mời mọc. Chúng ta hãy làm gì đó. Cô lấy ví dụ. Let's go out for a drink. Như vậy thì khi gặp cái cấu trúc let's ở đây với tính chất là mời mọc ai đó làm gì, rủ rê ai đó làm gì, thì các em sẽ chọn cho cô đó là câu hỏi đuôi là gì? Là shall we. Nguyên tắc số 16. Nếu chủ ngữ của chúng ta là chữ there thì các em sẽ sử dụng lại there trong câu hỏi đuôi. Cô lấy ví dụ. There are many girls here. Như vậy thì ở đây mình sẽ có there are. Có rất nhiều các cô gái ở đây, có phải không? Như vậy thì ở đây mình sẽ có lại chữ there trong câu hỏi đuôi. Đằng trước người ta dùng thể khẳng định thì đằng sau mình sử dụng thể phủ định. Như vậy thì ở đây mình sẽ có câu hỏi đuôi là are there. Câu số 17. Nguyên tắc số 17. Chủ ngữ là this dog thì sẽ được thay thế bằng đại từ it trong câu hỏi đuôi. Cô lấy ví dụ. Does it your umbrella? Như vậy thì ở đây đó có phải là cái dù của bạn hay không? Thì ở đây người ta có that thì em sẽ thay thế cái đuôi của nó bằng it. E thì đương nhiên các em sẽ vẫn dùng là E, nhưng đằng trước khẳng định thì đằng sau sẽ phủ định. Do đó câu hỏi đuôi sẽ là isn't it. Các em xem cho cô nguyên tắc số 18. Chủ ngữ là they go thì được thay thế bằng they trong câu hỏi đuôi. Như vậy nãy trong nguyên tắc số 17 là chữ did that và so it. Vậy thì nguyên tắc số 18 là they go là sớm nhiều thì em sẽ thay thế bằng chữ they. Cô lấy ví dụ như sau. Those are fresh books. Đó không phải là những quyển sách của Press, có phải không? Như vậy thì ở đây go thì em sẽ thay thế cho cô bằng chữ they. Như vậy đằng trước người ta dùng are ở phủ định thì đằng sau kem phải dùng thể khẳng định. Như vậy thì cô sẽ có đáp án là are they. Nguyên tắc số 19. Khi mà kem có less đứng ở đầu câu thì ở đây nguyên tắc số 19 kem cần phải lưu ý vì nó hơi phức tạp một chút xíu. Thì cô sẽ có hai trường hợp như sau các em. Trường hợp thứ nhất, nếu như let mà diễn tả ý xin phép, let's earn last me, thì câu hỏi đuôi sẽ là will you. Các em nhớ là khi diễn tả nội dung xin phép, cô lấy ví dụ như sau. Let me use the telephone. Tôi có thể sử dụng điện thoại có được không? Như vậy thì trong câu này, khi mà chúng ta sử dụng với cái ý nghĩa giao tiếp là xin phép, thì câu hỏi đuôi của chúng ta sẽ là will you. Tuy nhiên, nếu như let mà diễn tả đề nghị giúp đỡ người khác thì lúc này câu hỏi đuôi sẽ là may I. Cô lấy ví dụ như sau. Let me help you do it. Hãy để cho tôi giúp bạn làm nó có được không? Như vậy thì trong trường hợp này câu này nó sẽ diễn tả một cái lời đề nghị giúp đỡ người khác. Thì lúc này các em không thể dùng will you được, mà em phải dùng cho cô đuôi ở đây chính là may I. Như vậy thì đối với trường hợp số 19 ở đây, các em cần phải lưu ý khi gặp chữ let là phải cẩn thận, xem xét nghiệm cho cô câu diễn tả ý xin phép hay là đề nghị giúp đỡ để em sử dụng câu hỏi đuôi cho nó phù hợp. Xong trường hợp số 19, các em chuyển sang cho cô trường hợp số 20. Trường hợp số 20 là trường hợp của must. Như vậy thì must có nhiều cách dùng cho nên câu hỏi đuôi cũng được thành lập khác nhau. Cô có trường hợp thứ nhất. Nếu như must chỉ sự cần thiết thì câu hỏi đuôi các em sẽ thành lập cho cô là dùng needed. Cô lấy ví dụ như sau. They must study hard. Họ cần phải học hành chăm chỉ có phải không? Như vậy thì ở đây diễn tả một cái sự cần thiết. Họ phải học hành chăm chỉ có phải không? Diễn tả một sự cần thiết, cần phải học hành chăm chỉ. Như vậy thì trong trường hợp must diễn tả sự cần thiết phải làm gì thì lúc này đuôi các em phải dùng cho cô là needed. Như vậy thì ở đây em sẽ có đáp án câu 20, đó là needed này. Trường hợp số 2 là must diễn tả sự cấm đoán thì các em sẽ dùng must trong câu hỏi đuôi. Cô lấy ví dụ như sau. You mustn't come late. Ok, như vậy mustn't come late. Bạn không được phép đến trễ. Có phải không? Như vậy thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng là mustn't là cấm đoán ai đó không được phép làm gì, cấm ai đó làm gì. Như vậy thì khi mà hàm nghĩa cấm đoán thì ở đây các em sẽ dùng must trong câu hỏi đuôi. Do đó ở đây các em sẽ có đáp án của chúng ta là must you.
Ok. Trường hợp số 3, đó là mất chỉ sự dự đoán ở hiện tại. Như vậy thì dự đoán ở hiện tại là như thế nào? Cô minh họa bằng ví dụ cho các em dễ hiểu. Ví dụ như, he must be a very intelligent student. Như vậy thì must be, must cộng với động từ nguyên mẫu. Đây chính là cái sự dự đoán ở hiện tại. Như vậy thì khi em gặp cấu trúc này, thì em sẽ thành lập câu hỏi đuôi bằng cách nào? Các em lưu ý cho cô này, dựa vào động từ theo sau must. Nào, chúng ta coi này, dựa vào động từ theo sau must. Như vậy động từ theo sau must ở đây chính là động từ to be. Ok? Như vậy thì các em sẽ dựa vào động từ theo sau must là em lấy động từ to be. Mà động từ to be của chúng ta thì đương nhiên sẽ gồm có e, am và are. Vậy thì chủ ngữ của chúng ta là he, do đó các em sẽ chọn cho cô động từ to be là e. Mà đằng trước must be người ta dùng ở thể khẳng định, do đó đuôi theo em phải dùng ở thể phủ định. Như vậy thì đáp án câu này sẽ là isn't he. Một trường ngữ hợp nữa của must, đó là must diễn tả một sự dự đoán ở quá khứ. Lúc nãy thì các em có sự dự đoán ở hiện tại, bây giờ là sự dự đoán ở quá khứ. Sự dự đoán ở quá khứ sẽ xuất hiện trong nhãn thức câu hỏi là must cộng với have cộng với V3 về ED. Thì khi thành lập câu hỏi đuôi, các em sẽ làm như thế nào nhé? Các em cùng theo dõi ví dụ sau đây. You must have stolen my bike. À, bạn bắt hẳn đã lấy cắp chiếc xe đạp của tôi, có phải không? Như vậy thì trong trường hợp này, các em thấy người ta có must cộng have cộng V3. Đây là diễn tả một sự dự đoán ở quá khứ, đúng với công thức ở đây. Như vậy thì thành lập câu hỏi đuôi, các em dùng gì? Các em sẽ dùng gì? Dùng have, has căn cứ theo chủ ngữ của câu. Như vậy chủ ngữ của câu ở đây, các em có chủ ngữ là you. Như vậy you thì các em sẽ dùng have. Mà đằng trước người ta dùng must have stolen là họ sử dụng ở thể khẳng định. Do đó đuôi các em phải dùng ở thể phủ định. Vậy thì đáp án của hai câu này sẽ là gì? Have you. Các em sang tiếp cho cô trường hợp 21. Khi em có cấu trúc I cộng cho các động từ sau: thinks, believe, suppose, finger, assume, fancy, imagine, reckon, expect, seem, feel, that hoặc là không có that cũng được, cộng với mệnh đề phụ. Như vậy thì khi em gặp nhãn thức này là em phải cẩn thận giúp cô. Vì sao? Vì ta sẽ có một số trường hợp sau đây. Thứ nhất, lấy mệnh đề phụ làm câu hỏi đuôi. Nếu mệnh đề chính có nó thì vẫn tính cho mệnh đề phụ. Như vậy cô sẽ chỉ cho các bạn trong ví dụ cho rõ ràng như sau. I think he will come here. Như vậy ở đây em có tuân thủ nguyên tắc 21 nè. Em có chủ ngữ là I kết hợp với động từ think. Như vậy I kết hợp cho các động từ ở đây. Sau đó cộng cho mệnh đề phụ ở đây là he will come here. Ok. Như vậy thì theo nguyên tắc thứ nhất, em sẽ lấy mệnh đề phụ để làm câu hỏi đuôi. Nghĩa là mệnh đề he will come here để chia câu hỏi đuôi. Ok. Như vậy thì he will, câu hỏi đuôi chắc chắn của chúng ta sẽ là gì? Là won he. Ví dụ số 2. I don't believe Mary can do it. Ok. Như vậy thì ở đây em sẽ vẫn thấy tuân thủ nguyên tắc I cộng cho động từ believe cộng với mệnh đề phụ Mary can do it. Ở đây các em sẽ thấy nếu như vậy thì chúng ta vẫn nguyên tắc là chia theo mệnh đề phụ ở đây là Mary can do it. Nhưng đằng trước các em để ý cho cô mệnh đề chính đằng trước có gì? Có don't believe. Như vậy là nó có hình thức phủ định. Như vậy thì hình thức phủ định này sẽ được tính luôn cho mệnh đề phụ. Do đó mệnh đề phụ ở đây sẽ là hàm ý nghĩa phủ định. Như vậy thì câu hỏi đuôi phải ở thể khẳng định. Như vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là chữ can she. Mary sẽ thay thế bằng she. Vậy các bạn nhớ cho cô trường hợp 21. Tuy nhiên cũng với công thức này, các em sang tiếp cho cô như sau. Nếu chủ ngữ không phải là ai thì lại dùng mệnh đề chính để làm câu hỏi đuôi. Vậy chỗ này các em phải cẩn thận một chút xíu nhé. Cô quay trở lại một chút xíu cho các bạn dễ hình dung. Đó là gì? Nếu như chủ ngữ là ai cộng với các động từ ở đây thì em sẽ chia theo mệnh đề phụ. Ok. Tuy nhiên nếu như cũng là những công thức đó, chủ ngữ không phải là ai, nghĩa là một chủ ngữ khác, thì lại phải chia theo mệnh đề chính. Có bạn đọc cô lấy ví dụ như sau. She thinks he will come. Như vậy thì ở đây các em sẽ vẫn thấy có động từ think có một mệnh đề phụ, nhưng chủ ngữ lúc này của chúng ta không phải là chủ ngữ ai
mà là chủ ngữ she. Do đó, em sẽ không lấy mệnh đề phụ làm câu hỏi đuôi, mà em sẽ lấy mệnh đề chính ở đằng trước là she thinks để chi câu hỏi đuôi. Như vậy thì she thinks thì chỗ này chúng ta đơn giản rồi. She can sử dụng lại trong câu hỏi đuôi. Think là thì hiện tại đơn, em sẽ mượn trợ động từ do, done. Đằng trước thinks là ở thể khẳng định, do đó em sẽ chi ở đây là thể phủ, phủ định. Như vậy em sẽ có là doesn't she. Như vậy thì nguyên tắc 21 em cần phải lưu ý cho cô. Em sang cho cô một trường hợp nữa, đó là gì? Đối với động từ need. Như vậy thì động từ need chúng ta có hai hình thức. Thứ nhất need với tư cách là một động từ thường, và thứ hai need với tư cách là động từ khiếm khuyết hay là động từ khuyết thiếu. Thì đối với từng vai trò thì need sẽ có câu hỏi đuôi như thế nào? Em sẽ cùng theo dõi sau đây. Nếu như need là một động từ thường thì khi cần gặp câu hỏi đuôi em phải mượn trợ động từ. Có nghĩa là khi bản thân nó là một trợ động từ thì nó phải mang đầy đủ tính chất của một trợ động từ. Động từ thường, cô xin lỗi, tính chất của một động từ thường. Cô lấy ví dụ như sau. She needs to water the flowers in the morning. Ok? Như vậy thì làm sao mình biết được need trong trường hợp này là động từ thường hay động từ khiếm khuyết? Thì em sẽ nhìn vào động từ ở đằng sau need. Ở đây đằng sau người ta dùng to water. To water là động từ nguyên mẫu có to này. Như vậy thì đằng sau need sử dụng động từ nguyên mẫu có to thì suy ra need nó phải là một động từ thường. Như vậy thì trong trường hợp này need là một động từ thường thì khi em chuyển sang câu hỏi đuôi phải mượn trợ động từ. Need thì mượn trợ động từ là to the, chủ ngữ là she, vậy thì em sẽ mượn trợ động từ là the. Need ở đây là thể khẳng định, do đó câu hỏi đuôi phải ở thể phủ, phủ định. Như vậy thì em sẽ có đáp án là doesn't she. Còn trường hợp số 2, nếu như need là động từ khiếm khuyết thì khi thành lập câu hỏi đuôi em sẽ dùng lại need. Cô lấy ví dụ như sau. I need to eat by myself. Như vậy thì ở đây em sẽ thấy đằng sau need người ta sử dụng do là động từ ở dạng thức nguyên mẫu. Như vậy thì khi mà đằng sau need sử dụng động từ nguyên mẫu thì suy ra need nó phải ở dạng thức là động từ khiếm khuyết. Như vậy động từ khiếm khuyết thì em xem nguyên tắc là dùng lại need trong câu hỏi đuôi. Vậy thì đằng trước khẳng định, đằng sau phủ định. Vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là need to know. Như vậy thì cô vừa mới giới thiệu cho các em 22 trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi. Và cô hy vọng rằng những cái trường hợp đặc biệt này các em cố gắng là nắm cho tốt để mình có thể làm tốt cái dạng bài tập. Như vậy thì trước khi các em kết thúc buổi học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng thực hành một số câu xuất hiện trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 và đề thi minh họa gần đây nhất của bộ, đó là đề thi minh họa năm 2020. Cô có câu thứ nhất như sau. Mary rarely uses social networks. Như vậy thì khi em gặp câu này, các em sẽ thấy như thế nào đây? Em thấy chủ ngữ của chúng ta là Mary. Như vậy thì chắc chắn câu hỏi đuôi sẽ thay thế bằng chữ she. Uses, động từ chi thì hiện tại đơn. Em sẽ mượn trợ động từ là do hoặc là the. Đương nhiên chủ ngữ là she thì phải mượn trợ động từ là the. Vậy thì ở đây để ý tiếp nữa, nguyên tắc số 3, các bạn nhớ lại cho cô Nhung trường hợp số 3 là có chữ rarely. Như vậy thì rarely là thuộc trạng từ bán phủ định. Ok, do đó hàm ý của câu này sẽ là hàm ý phủ định. Như vậy thì vế đằng sau phải ở dạng thức khẳng định. Do đó đáp án của câu số 1 của các bạn sẽ phải là gì? The, she. Như vậy các em sẽ chọn cho cô đáp án nào? A, B, C or D. Vậy thì the, she. Vậy các em sẽ chọn cho cô đáp án B. Câu số 2 các em. Câu số 2 là một mã đề khác nằm trong đề thi quốc gia 2018. She rarely misses a chance to do voluntary work. Như vậy thì tương tự giống như câu số 1 ở đây. She, các em sẽ thay thế bằng she. Mrs, em cũng mượn trợ động từ do hoặc là the. Và she thì chắc chắn là em phải mượn the. Rarely thì đương nhiên câu này sẽ hàm ý phủ định. Như vậy thì câu hỏi đuôi phải ở thể khẳng định. Như vậy thì đáp án của chúng ta cũng sẽ là đáp án nào các em? A, B, C, O, D. Như vậy em sẽ có đáp án là D, then she. Câu số 3. Myself rarely returned to his hometown. Như vậy thì tương tự đây các em sẽ thấy myself. Như vậy myself sẽ phải thay thế bằng he vì đây là tên của con trai. Còn returns, người ta chia thì hiện tại đơn, em cũng mượn trợ động từ do hoặc the. Myself thì em phải mượn the. Tương tự rarely thì em sẽ thấy ở đây nó hàm ý nghĩa phủ định. Như vậy thì đáp án câu số 3 của chúng ta sẽ là đáp án nào các em?
A, B, C, O, D. Như vậy em sẽ có đáp án là B, D. Câu thứ tư, các em. Her parents really loved her sincerely. Như vậy thì ở đây các em sẽ thấy là gì? Rally, chúng ta vẫn gặp lại trạng từ rally. Ok. Rồi ở đây các em sẽ thấy last chỉ thị hiện tại đơn. Ok. Đây, tiếp em có her parents. Ở đây là số nhiều nên các em phải cẩn thận để thay thế cho phù hợp. Như vậy her parents ở đây thì em phải thay thế bằng chữ đây. Ok. Như vậy rally thì câu này sẽ hàm ý nghĩa phủ định. Do đó đáp án của chúng ta sẽ là gì? Do they. Ok. Bài câu số 5. Đây là câu nằm trong đề thi minh họa 2020. The view is great. À, cảnh thì thật là tuyệt vời, có phải không? Như vậy thì ở đây em sẽ thấy danh từ the view là một danh từ ở số ít mà chỉ vật. Thì em phải thay thế nó bằng đại từ tương ứng là x. Đằng trước người ta sử dụng động từ to be, đằng sau em sử dụng lại to be. Vậy thì đằng trước khẳng định, đằng sau phủ định. Như vậy thì đáp án cho câu số 5 này của chúng ta sẽ là đáp án Isn't it? Như vậy thì các em thấy thực ra chuyên đề về câu hỏi đuôi không phải là một chuyên đề khó. Chỉ cần nắm chắc nguyên tắc chung và nắm được cho cô các cái trường hợp đặc biệt thì các em có thể làm tốt các cái đề thi của mình. Như vậy thì cô hy vọng rằng qua buổi học ngày hôm nay các em có thể có một chút những cái kiến thức về cái chuyên đề câu hỏi đuôi để có thể làm tốt cái phần này trong đề thi của mình. Và qua bài học ngày hôm nay thì cô lưu ý được cho các em đó là công thức chung và nguyên tắc chung khi thành lập câu hỏi đuôi. Vậy các em nhớ cho cô công thức chung là gì? Các em lấy chủ ngữ cộng với động từ. Câu hỏi đuôi sẽ được thành lập bằng trợ từ cộng với chủ ngữ. Và nguyên tắc chung của câu hỏi đuôi đó là đằng trước khẳng định thì đằng sau phủ định. Mà đằng trước phủ định thì đằng sau khẳng định. Mà đằng trước khẳng định thì đằng sau sẽ phủ định. Và nguyên tắc phủ định là các em phải lưu ý đó là phủ định thì phải luôn luôn viết tắt. Và ngoài ra các em phải nhớ cho cô đó là các cái trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi. Trong đây có 22 cái trường hợp đặc biệt. Cô hy vọng là các em về nhà học thuật kỹ những cái nội dung này. Và để chuẩn bị cho giờ học hôm sau trong cái tiết giảng bài tập về chuyên đề câu hỏi đuôi thì về nhà các em học toàn bộ nội dung để chuẩn bị cho cái tiết học lần sau thật tốt. Thân ái chào tạm biệt các em.